chương 41, hộ sơn thú. Nhớ rõ a, à, ta là Bích Long phái tông chủ, chịu người kính ngưỡng nguyên anh tu sĩ." Phong chấn như thế nói. Tào Ngụy nói, ân, không tồi, về sau ngươi liền bảo trì ngươi phía trước bộ dáng, người nhiều thời điểm không cần đối ta như vậy khách khí, coi như làm không quen biết." "Là, chủ nhân." "A, à, còn có." Tào Ngụy chỉ chỉ chung quanh khói lửa nổi lên bốn phía Vương Sơn phái, tiếp tục nói, "Ngươi lần này tiến công Vương Sơn phái, làm Vương Sơn phái tổn thất quá nhiều, chính ngươi nghĩ cách đền bù đi." Phong Chấn Tiêu trong mắt vừa chuyển, cười nói: Ta trực tiếp mang theo Bích Long Phái toàn thể quy phục, không phải hảo sao? Đó là tốt nhất bất quá, ngươi trước mang ngươi người trở về, chuẩn bị tốt về sau, với ba ngày sau lại đến. Tốt chủ nhân. Tàu Ngụy công đạo rõ ràng sau, Phong Chấn Tiêu cũng là đột nhiên biến sắc, trở nên cùng phía trước giống nhau, nghiêm túc thả cổ hủ, theo sau phi thân dựng lên, hướng tới Bích Long Phái đệ tử tụ tập địa phương bay qua đi. Nhìn Phong Chấn Tiêu rời đi bóng dáng, Tàu Ngụy trong lòng cũng là tùng một hơi cuối cùng là giải quyết xong xuôi hạ lớn nhất một nang đề ngay sau đó tào ngụy hướng tới tám đầu yêu thú đi qua bọn họ đều bị điểm thương đặc biệt là địa huyệt ma lan thạch thú cùng ly hỏa âm quạ chúng nó ba cái thương thế quả thực nguy hiểm cho sinh mệnh tào ngụy không phải cái loại này vô tình người có thể là bởi vì này một đời tào ngụy là một cây thảo duyên cớ đi tào ngụy đối với yêu thú cũng cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy chán ghét tám đầu yêu thú chịu thần pháp tự nhiên ảnh hưởng hoàn toàn nghe lệnh với tào ngụy Tào Ngụy tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ chịu ủy khuất. Tào Ngụy tâm niệm vừa động, thúc dục lớn nhỏ như ý, màu xanh lục lối chữ thảo đón gió bạo trướng, trực tiếp hóa thành một cây che trời cự thảo, Tào Ngụy vương tám phiến lá cây, mỗi phiến lá cây đều đặt ở một đầu yêu thú trên người, từng luồng kỳ dị linh lực theo lá cây truyền vào tám đầu yêu thú trong cơ thể, những cái đó thương thế, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa khỏi. Tào Ngụy tu luyện cỏ cây hư không kinh vốn là một thế hệ yêu đế công pháp, vô luận thực vật cũng hảo, yêu thú cũng thế, đều thoát không khai một cái yêu tự, có lẽ đúng là nguyên nhân này, Tào Ngụy trong cơ thể từ cỏ cây hư không kinh sở tu luyện ra linh lực, đối với này tám đầu yêu thú trị liệu hiệu quả, rất là lộ rõ. Tào Ngụy gần dùng không đến nửa canh giờ thời gian, bị thương nặng nhất tam đầu yêu thú đã hoàn toàn có thể đi lại. "Ân, ừ, có thể, dư lại các ngươi tự hành tu dưỡng, vẫn luôn truyền linh lực ta cũng chịu không nổi." Một lát sau, Tào Ngụy thu hồi lá cây, thân thể cũng hóa thành lớn bằng bàn tay, đối với tám đầu yêu thú nói. Tám đầu yêu thú gật gật đầu, hướng về phía Tào Ngụy lộ ra cảm tạ ánh mắt theo phong chấn tiêu rời đi bích long phái mấy ngàn người đệ tử đều là thu được đến từ phong chấn tiêu trực tiếp mệnh lệnh đình chỉ đối vương sơn phái xâm lấn hơn nữa lập tức rút về bích long phái một ngày trong vòng không thể phản hồi bích long phái giả y môn quy xử trí thu được này tắt tin tức lúc sau bích long phái đệ tử đều là nhất phái ngạc nhiên vương sơn phái hộ sơn đại trận đã bị phá hủy một tông chi môn tài nguyên liền ở trước mắt vì sao phải lui lại mọi người khó hiểu lại cũng không dám cãi lời mệnh lệnh đều là rầu rĩ không vui mở ra phản hồi chi lữ trong rừng rậm một chỗ trong một góc cố phi đôi mắt hiếp lại thần sắc âm trầm nhẹ giọng nói phong chấn tiêu này lão tặc rốt cuộc là nghĩ như thế nào ta là thật không hiểu được khạch khạch một đạo cười quá dị thanh đột nhiên vang lên ngay cả cố phi chung quanh không khí tựa hồ đều lạnh vài phần vương sơn phái nội xác thật có một tông thần bí tồn tại bất quá không dùng được bao lâu nó cũng sẽ hóa thành bổn tọa chất dinh dưỡng thần bí tồn tại rốt cuộc là ai cố phi khó hiểu nho nhỏ vương sơn phái làm sao chờ thần bí tồn tại có thể là một cái nguyên anh tu sĩ như thế thoái nhượng ngươi tạm thời không cần biết sớm muộn gì có một ngày ngươi sẽ tận mắt nhìn thấy đến nó hiện tại vẫn là về trước bích long phái đi bọn họ đối ta còn hữu dụng đã biết cố phi biết hắn trong thân thể cất giấu cái gì kia mới là chân chính khủng bố tồn tại tồn tại không biết nhiều ít năm tháng khủng bố tồn tại theo cố phi rời đi sở hữu xâm lấn vương sơn phái bích long phái đệ tử đã rời đi thất thất bát bát tào ngụy phản hồi đại trận nội An Linh Lung cùng An Chư Tân vẫn chưa rời đi, vẫn như cũ canh giữ ở nơi đó chờ hắn. Đây là Nhìn Tào Ngụy phía sau theo thứ tự bài khai tám đạo thật lớn thân ảnh, An Chư Tân sợ tới mức nói không ra lời, này tám đầu yêu thú, cư nhiên đều là tam giai yêu thú. Đây chính là đủ để phá hủy bọn họ Vương Sơn phái một cổ lực lượng a. An Chư Tân nhìn mắt Tào Ngụy, trong lòng đối Tào Ngụy này viên thần bí yêu thảo càng thêm kiên kỵ lên, nó hôm nay có thể cứu Vương Sơn phái, không chừng ngày nào đó thú tính quá độ, cũng sẽ nháy mắt diệt bọn hắn, An Chiêu Tân trên mặt biểu tình biến ảo vô thường, Tào Ngụy đại khái cũng là đoán được hắn ý nghĩ trong lòng, Tào Ngụy đáy lòng hừ lạnh một tiếng, nếu không phải xem ở An Linh Lung phân thượng, hắn An Chiêu Tân liền tính là đem Vương Sơn phái chấp tay dâng lên, Tào Ngụy cũng không cần. Yên tâm đi, về sau này tám đầu yêu thú liền ở tại các ngươi Vương Sơn phái sau núi, làm các ngươi hộ sơn thú, chúng nó sẽ không thương tổn bất luận cái gì một cái Vương Sơn phái đệ tử. Tào Ngụy lá cây nhẹ bãi, ngữ khí bình đạm nói. An Chiêu Tân nuốt khẩu nước miếng, khó có thể tin nhìn kia tám đầu yêu thú chợt lại nhìn về phía An Linh Lung. An Linh Lung nhẹ nhàng cười, đáp lại nói, cha, ngươi liền cho đi hảo, cậu tử sẽ không thương tổn chúng ta. Theo sau, An Linh Lung đem này tám đầu yêu thú cho bọn hắn mấy người làm bồi luyện sự nói cho An Chiêu Tân, An Chiêu Tân lúc này mới đánh mất đáy lòng băng khoăn, đối tào ngụy, cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Một cây thảo, cư nhiên có thể khống chế yêu thú. Nga, đúng rồi cậu tử, bích long phái người cùng phong chấn tiêu đâu. Bọn họ đi đâu, an linh lung biết tào ngụy bình an trở về cũng liền ý nghĩa phong chấn tiêu thất bại nhưng an linh lung vẫn là muốn nghe đến tào ngụy chính miệng nói ra bọn họ lui lại hơn nữa ta bảo đảm bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không tìm vương sơn phái phiền toái tào ngụy buồn bã nói thật vậy chăng thật tốt quá cha chúng ta an toàn chúng ta không có việc gì an linh lung kích động không thôi trong thần sắc đều là sống sót sau tai nạn vui sướng tào ngụy nhìn cha con hai người liếc mắt một cái lại lần nữa truyền âm nói hiện giờ vương sơn phái bị hao tổn chỗ thật nhiều, ngươi vẫn là nắm chặt thời gian chữa trị đi. Hảo, đa tạ. An Chiêu Tân gật đầu, hướng về phía Tào Ngụy ôm ôm quyền. Tào Ngụy bãi bãi lá cây, ý bảo không cần, hắn sợ làm hết thảy, đều là bởi vì An Linh Lung. An Chiêu Tân hiểu ý, kéo thân thể hướng tới sơn môn chỗ một ngụm đồng chung đi qua, nhặt lên phía dưới một cây gậy gỗ, liên kích đồng chung tam hạ. Ở vương sơn phái, ba tiếng chung vang, ý nghĩa nguy hiểm giải trừ. Nhưng vào lúc này, cùng An Linh Lung cùng phái ra còn lại bảy người, rốt cuộc chạy tới, Kiều Chấn Lương nhìn nơi nơi tổn hại Vương Sơn Phái, hai mắt đỏ bừng, trong tay nắm trường kiếm, trực tiếp vọt vào Vương Sơn Phái Sơn Môn. Bất quá lại không có thấy thảm thiết chém giết cảnh tượng. Hảo, mọi người đều không có việc gì. An Linh Lung nhìn mắt khoan thai tới muộn Kiều Chấn Lương, không có chút nào trách cứ chi ý, miễn cười nói. Chương 42, bọn họ không nghe ta nói, ta liền toàn giết. Không có việc gì. Kiều Chấn Lương sửng sốt, không phản ứng lại đây là chuyện như thế nào an chiêu tân nhìn bảy người liếc mắt một cái thở dài nói các ngươi đi sơn môn ngoại xử lý một chút những cái đó chết trận đồng bào thi thể đi đem chiến trường rửa sạch một chút chúng ta vương sơn phái đã trải qua lúc này đây hảo kiếp tổn thất quá lớn tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì nhưng kiều chấn lương đám người vẫn là nghe từ an chiêu tân mệnh lệnh hướng tới sơn môn ngoại tiểu rừng rậm mà đi vương sơn phái còn lại bỏ lỡ tu sĩ thương thế so nhẹ cũng là gia nhập tới rồi lúc này đây gia viên trùng kiến bên trong mọi người buồn vui nửa nọ nửa kia Bi chính là rất nhiều đệ tử đều tại đây một hồi trong chiến loạn đánh mất sinh mệnh, thích chính là, bọn họ vương sơn phái, kiên trì xuống dưới. Đến nỗi tào ngụy thân phận, An Chiêu Tân cũng không có công khai. Suốt ba ngày thời gian, nguyên bản mấy ngàn người vương sơn phái, lại dư lại không đến 800 người, hơn nữa, nhạc lão cùng vương Triều Tông, cũng là chết trận. Ba ngày thời gian, sơn môn chữa trị, phòng ốc trùng kiến, tuy rằng còn không có hoàn toàn chữa trị xong, nhưng thoạt nhìn cũng hảo hơn phân nữa. Ngày thứ tư giữa trưa, An Chiêu Tân cao cư chủ điện đầu đuôi, nhìn phía dưới mọi người, thần sắc hơi mang bi thống. Tông chủ, căn cứ thống kê, lần này, ta phái đệ tử tổng cộng bị chết 2431 người, trưởng lão bị chết 11 người, còn thừa, đệ tử 780 người, trưởng lão 13 người. Phía dưới, một người đệ tử, tay cầm một quyển, bi thương nói. Ai? An Chiêu Tân thở dài một tiếng, kinh này một dịch, bọn họ vương sơn phái, có thể nói là hoàn toàn nguyên khí đại thương, suy tư một lát sau, An Chiêu Tân rốt cuộc mở miệng nói truyền lệnh đi xuống, thoái ẩn ba năm, điều sinh dưỡng tức. Là, tên kia đệ tử tuân lệnh, lui xuống. Không hảo. Tông chủ đại nhân không hảo. Đột nhiên, chủ điện ngoại một đạo dùng dập thả hoảng loạn thanh âm truyền tiến vào, theo sau, một người đệ tử thất tha thất thểu vọt tiến vào. Chuyện gì như thế hoảng loạn? An Chiêu Tân không vui nói. Bích bích long phái lại tới nữa. Cái gì? An Chiêu Tân sắc mặt kịch biến, nháy mắt đứng lên, nhìn phía dưới an linh lung cùng nàng trong lòng ngực tào ngụy sau vội vội vàng vàng xông ra ngoài cậu tử sao lại thế này ngươi không phải nói an linh lung cũng là trong lòng một loạn vội vàng hỏi không có việc gì đừng hoảng hốt là chuyện tốt tào ngụy vương lá cây sờ sờ an linh lung trước ngực mềm mại truyền âm an ủi nói lúc này an chiêu tân đứng ở vương sơn phái sơn môn trước nhìn không đủ trăm người bích long phái đệ tử cùng với dựng thân không trung mặt không đổi sắc phong chấn tiêu cho mày lạnh lùng nói phong chấn tiêu ngươi muốn làm cái gì? Phong chấn tiêu mày nhăn lại, lộ ra không vui chi sắc, ngày đó hắn trở lại tông môn sau nói ra muốn quy phục vương sơn phái ý tưởng sao, không ra dự kiến được đến bích long phái mọi người phản đối, thậm chí có trưởng lão lấy rời khỏi bích long phái làm uy hiếp, nhưng phong chấn tiêu ở tàu ngụy trước mặt đã khen hạ cửa biển, sợ bị tàu ngụy khinh thường, trực tiếp từ chối. Sao lại tình thế khó có thể khống chế, phong chấn tiêu không thể không ra tay kinh sợ, tuy rằng bằng vào vũ lực có thể bảo vệ hắn làm tông chủ uy nghiêm, nhưng lại lưu không được nhân tâm, trong một đêm, khổng lồ bích long phái nháy mắt sụp đổ, gần vạn người, đã rời đi dư lại không đến 300 người. Phong chấn tiêu khí càng nghĩ càng giận, nhìn An Chiêu Tân liền tới khí, trực tiếp một cái tác hướng tới An Chiêu Tân chụp đi, bất quá, liền ở đánh ra một cái chớp mắt, phong chấn tiêu như là thấy đáng sợ đồ vật, lập tức thu hồi trưởng lực. Chủ! Không biết khi nào, An Linh Lung đám người cũng theo An Chiêu Tân đi tới Sơn Môn. Phong chấn tiêu nhìn An Linh Lung trong lòng ngực Tào Ngụy, mới vừa một mở miệng, liền cảm nhận được Tào Ngụy không vui cảm xúc, lúc này mới nhớ tới lúc ấy tào ngụy cho hắn lời nói lập tức trấn định xuống dưới khụ khụ phong chấn tiêu ho khan một tiếng bàn tay vung lên chỉ vào phía sau 300 nhiều tu sĩ nói ta tu hành năm tháng quá dài trải qua mấy ngày trước đây chiến đấu ta phát giác như vậy sinh hoạt thật không thú vị chút cho nên ta cảm thấy quy phục các ngươi vương sơn phái sau đó ta hy vọng các ngươi có thể cùng ta bích long phái này 300 đệ tử hảo sinh ở chung đến nỗi ta bích long phái mặt khác tu sĩ đều bởi vì phản đối ta đề nghị bị ta cấp giết này vương sơn phái bên này tu sĩ vô luận là trưởng lão vẫn là đệ tử đều là vẻ mặt ngạc nhiên cùng sợ hãi này phong chấn tiêu giết mấy ngàn người an chiêu tân mày nhăn lại lạnh lùng nói ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì nói thẳng đó là hà tất trêu chọc chúng ta an chiêu tân cũng sẽ không tin tưởng phong chấn tiêu chuyện ma quỷ làm đỡ lâm thành thế lực trong phạm vi đệ nhất tông môn há là nói quy phục liền quy phục trêu chọc ngươi cảm thấy ta yêu cầu trêu chọc các ngươi sao các ngươi hiện giờ chỉ có mấy trăm người ta một cái tác có thể toàn cấp chục đã chết. Phong chấn tiêu đầy mặt kinh thường. Bất quá hắn nói cũng là sự thật, hiện giờ vương sơn phái, càng thêm không bằng phía trước. Chỉ là bích long phái quy phục vương sơn phái, vô luận là ai, chỉ sợ đều khó mà tin được đi. Phong chấn tiêu nhìn mắt vương sơn phái mọi người, không kiên nhẫn nói, ngươi xem các ngươi này một đám, ta cũng lười đến cùng các ngươi dông dài, từ hôm nay trở đi, trên đời liền không có bích long phái, ta tuyên bố gia nhập các ngươi vương sơn phái, còn có, ta hy vọng các ngươi có thể cho ta cái đại trưởng lão danh hiệu như vậy sẽ tương đối có mặt mũi trưởng thành lão ở một đạo màu xám thân ảnh tự bích long phái người đàn trung đi ra phong chấn tiêu phân phó nói đem tin tức khuếch tán mở ra liền nói bích long phái vô điều kiện quy phục vương sơn phái nhớ kỹ muốn bằng mau tốc độ làm đỡ lâm thành sở hữu thế lực cùng tu sĩ biết đệ tử tuân mệnh trưởng thành lão thối lui bay nhanh rời đi vương sơn phái mọi người tầm nhìn an chiêu tân mày mau ninh đến một khối đi này phong chấn tiêu rút cuộc ở chơi cái gì đa dạng chẳng lẽ thật muốn quy phục bọn họ đúng lúc này phong chấn tiêu không kiên nhẫn nói hảo hảo dong dong dài dài cùng cái nữ nhân giống nhau ta đi trước các ngươi vương sơn phái đi dạo thuận tiện tìm cái an tỉnh địa phương tu tòa phủ đệ nói xong cũng không để ý tới phong chấn tiêu phản ứng bay thẳng đến vương sơn phái sơn môn nội bay đi vào hiện giờ hộ sơn đại trận chưa chữa trị hảo phong chấn tiêu hoàn toàn quay lại tự nhiên tông chủ đại nhân chúng ta đây đâu đột nhiên Bích Long phái người đàn bên trong, truyền đến như vậy một đạo thanh âm. Phong Chấn Tiêu quay đầu, nghĩ nghĩ nói, hiện tại các ngươi đều là Vương Sơn phái người, các ngươi vẫn an chiêu Tân đi. Còn có, đừng gọi ta tông chủ, kêu ta đại trưởng lão. Là, đại trưởng lão. Bích Long phái mọi người cùng kêu lên nói. Ân, không tồi. Phong Chấn Tiêu vừa lòng gật gật đầu, hướng tới sơn môn nội bay đi. Chỉ để lại An Chiêu Tân đoàn người ở trong gió hỗn độn. An Chiêu Tân cảm giác đầu mình có điểm chuyển bất quá công tới này rốt cuộc là phong chấn tiêu uống lộn thuốc vẫn là phong chấn tiêu đầu rút gân liền ở phong chấn tiêu rời đi không lâu tào ngụy đột nhiên truyền âm nói lã lướt đuổi kịp hắn hảo an linh lung tuy rằng không biết tào ngụy vì cái gì làm như vậy nhưng vẫn là theo đi lên vừa mới phát sinh sự xác thật quá mức với không thể tưởng tượng an linh lung cũng không lý giải phong chấn tiêu ý tưởng đành phải nghe tào ngụy nói theo đi lên chương 43, trọng lập môn quy phong chấn tiêu tuy nói muốn đi vương sơn phái đi dạo nhưng rõ ràng không có giờ phút này hắn chính vẽ mặt ý cười xoa xoa tay đứng ở cách đó không xa nhìn an linh lung an linh lung vì cái gì sẽ có một cái đặc biệt biệt nữ cảm giác cái kia chủ nhân ta làm không tồi đi phong chấn tiêu đi hướng trước xoa xoa tay cười hì hì nhìn tào ngụy hỏi hô tan linh lung thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng suýt nữa cho rằng này phong chấn tiêu là cái biến thái nguyên lai là đối nàng cẩu tử nói không đúng đợi lát nữa an linh lung như là đột nhiên phản ứng lại đây Phong Chấn Tiêu vừa mới kêu cẩu tử gì, chủ nhân làm không tồi, kia một tòa tiểu đồi núi liền làm cho ngươi khen thưởng, ngươi liền ở tại nơi đó đi. Tào Ngụy thanh âm truyền vào Phong Chấn Tiêu trong đầu, cùng lúc đó cũng truyền vào An Linh Lung trong đầu. Quả nhiên, An Linh Lung trong lòng khiếp sợ không thôi, nàng cẩu tử thật là càng ngày càng thần bí, tuy rằng An Linh Lung không biết Tào Ngụy là như thế nào trở thành Phong Chấn Tiêu chủ nhân, nhưng xem Phong Chấn Tiêu trung thành độ, liền biết thủ đoạn rất là bất phàm. Cảm ơn chủ nhân ban thưởng phong chấn tiêu nhạc hợp bất luận miệng giống như tào ngụy cho hắn bao lớn ban thưởng dường như nga đúng rồi các ngươi lần này tới có hay không đem các ngươi bích long phái bảo bối công pháp cùng tu luyện tài nguyên mang đến tào ngụy như là nhớ tới cái gì đột nhiên hỏi có 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 phong chấn tiêu vội vàng tự trong lòng ngược lấy ra một cái đặc biệt đại túi trữ vật giao cho tào ngụy nói chúng ta bích long phái toàn bộ gia sản đều ở chỗ này tào ngụy tiếp nhận ngược lại đưa cho an linh lung truyền âm nói mở ra nhìn xem hảo An Linh Lung gật đầu, đem đặt đại hào túi trữ vật mở ra, sau đó, kế tiếp một màn, lại làm An Linh Lung trợn tròn mắt. Bởi vì túi trữ vật nội, cư nhiên vẫn là túi trữ vật, hơn nữa chất đống trên mặt đất, liếc mắt một cái nhìn lại, cư nhiên có không dưới ngàn cái. Xem ra phong chấn tiêu lời nói phi hư, hắn là thật sự đem toàn bộ bích long phái cấp dọn không? Như thế nào, chủ nhân? Phong chấn tiêu cùng cái tiểu hài tử tưởng được đến gia trưởng khích lệ giống nhau mắt trong mong nhìn tào ngụy. Một cái lão nhân dùng loại này ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, Tào Ngụy nháy mắt cảm giác cả người khởi đầy nổi da gà. Thực hảo, rất tuyệt, ngươi có thể đi rồi. Tào Ngụy không nghĩ thấy phong chấn tiêu, cái loại cảm giác này quá kỳ quái. Tốt chủ nhân. Phong chấn tiêu vô cùng nghe lời, đảo mắt liền biến mất ở Tào Ngụy trước mặt. Cái kia, cậu tử, mấy thứ này làm sao? An Linh Lung có chút chân tay luống cuốn nhìn cùng cái tiểu sơn đôi giống nhau túi trữ vật. Tào Ngụy cười nói, tìm cái thời gian đem nó giao cho cha ngươi, này đó tài nguyên, hẳn là đủ các ngươi dùng thật lâu, hơn nữa, có phong chấn tiêu bảo hộ, các ngươi vương sơn phái ở đỡ lâm thành phụ cận, hẳn là ít có người dám treo. Hảo! An Linh Lung cũng là vẻ mặt vui sướng chi sắc, đem mấy ngàn túi trữ vật lại lần nữa cất vào cái kia đặt đại hào túi trữ vật nội, thu đi xuống. Sau nửa canh giờ, ở phía trước tổ chức đệ tử đại bỉ diễn võ trường trước, chen đầy tu sĩ, này đó tu sĩ, tranh giới rõ ràng trạm thành hai mảnh khu vực, một mảnh là vương sơn phái đệ tử, một mảnh là bích long phái đệ tử. An Chiêu Tân Cao cư thủ tọa, nhìn chầm chầm phía dưới an tĩnh mấy trăm người, đột nhiên mở miệng nói hôm nay là cái ngày lành ta làm vương sơn phái tông chủ ta thực hoan nghênh bích long phái chư vị đạo hữu có thể gia nhập hôm nay triệu khai hội nghị là vì thuyết minh một việc đó chính là sau này chúng ta nhị phái hợp thành nhất phái ta sẽ không bất công bất luận cái gì một phương một khi xúc phạm môn quy bất luận ngươi phía trước là vương sơn phái đệ tử vẫn là bích long phái đệ tử đều sẽ giống nhau xử phạt an chiêu tân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ rất có đại gia phong phạm hiện tại ta công bố mới nhất chế phục tập cấp bậc phân chia. Đệ nhất, trưởng lão chi vị, tu vi tới kim đăng kỳ, liền có thể xin trở thành trưởng lão, mà phía trước vương sơn phái chư vị trưởng lão, thân phận bất biến, chư vị có gì dị nghị không? An Chiêu Tân nhìn chung quanh mọi người, không người kháng nghị sao, tiếp tục nói, đệ nhị, phong chấn tiêu đảm nhiệm phó trưởng môn, thiết lập nội môn ngoại môn, trúc cơ kỳ trở lên đệ tử có thể tiến vào nội môn tu luyện, trúc cơ dưới nải ngoại môn đệ tử. An Chiêu Tân một cái một cái nói, hiện trường mọi người, không một phản bác, kháng nghị. Bích Long phái đệ tử thực lực viễn siêu Vương Sơn phái, này cho Vương Sơn phái đệ tử đặc biệt đại nguy cơ cảm, một đám trong lòng nóng cháy vô cùng, toàn tưởng siêu việt đối phương. Theo tân chế độ thành lập, toàn bộ Vương Sơn phái tu luyện bầu không khí trở nên càng thêm nồng hậu lên, An Chiêu Tân cũng lo lắng phong chấn tiêu mưu đồ gây rối, nhưng đương phong chấn tiêu đem hộ sơn đại trận hoàn toàn chữa trị xong, hơn nữa gia cố lúc sau, An Chiêu Tân trong lòng lo lắng cùng hoài nghi cũng là thiếu rất nhiều. Thẳng đến An Linh Lung đem cái kia đặt đại hào túi trữ vật giao cho An Chiêu Tân, đương an chiêu tân nhìn đến viễn siêu vương sơn phái mấy lần không ngừng cự lượng tu luyện tài nguyên sau an chiêu tân trong lòng cuối cùng băn khoăn mới triệt triệt để để biến mất đều làm được cái này phân thượng hắn an chiêu tân còn có cái gì hảo hoài nghi đâu vương sơn phái gồm thâu bích long phái phong chấn tiêu ca nguyện kém một bậc trở thành vương sơn phái tân nhiệm phó tông chủ sự chỉ một ngày thời gian liền truyền khắp đỡ lâm thành phố lớn nhỏ nhỏ ở quảng đại tu sĩ truyền bá hạ rốt cuộc mọi người đều biết đỡ lâm thành một chỗ tử lầu nội mỗi một tòa cách gian nội Cố Phi sắc mặt âm trầm nhìn ngoài cửa sổ người đi đường, lúc ấy ở Bích Long phái biết được tin tức này thời điểm Cố Phi cũng không tin tưởng, thẳng đến hắn tự mình chạy tới cùng Phong Chấn Tiêu dằn co, mới được đến cái kia làm khó có thể tiếp thu sự thật, hắn không biết Phong Chấn Tiêu đầu óc có phải hay không bị lừa đá, tự nhiên sẽ có cái loại này ý tưởng, dưới sự giận dữ không có khống chế được, cùng Phong Chấn Tiêu khắc khẩu lên. Ai biết, lại bị Phong Chấn Tiêu một chưởng oanh phi, nếu không phải trong thân thể hắn kia đoàn hắc khí bảo hộ, chỉ sợ Cố Phi mới vừa tu ra không lâu kim đan, cũng đã bị nổ nát. Hừ. Hảo ngươi cái phong chấn tiêu, vương sơn phái, ta sớm hay muộn sẽ làm các ngươi trả giá đại giới. Cố phi hung tận uống một ngụm rượu, thấp giọng trả giận nói. Ha ha, không cần lo lắng, bọn họ đều là tiểu nhân vật, quay cùng không dậy nổi sóng to tới. Cố phi trong ốc nội, âm trầm trầm thanh âm đột ngột vô cùng nhớ tới. Tốt nhất là như vậy. Cố phi buồn bực vô cùng, lại lần nữa uống một ngụm rượu. Đỡ lâm thành thành chủ phủ nội một gian phòng ốc nội, ba người ngồi ở trong đó, các thần sắc không đồng nhất, khẽ tao mày không biết suy nghĩ cái gì đột nhiên cầm đầu màu tím trường bào người buông trà cụ đối với tả phía dưới lam y nhân nói điền lão đệ ngươi thấy thế nào bích long phái quy phục một chuyện điền phong mày một chọn âm dương quái khí nói còn có thể thấy thế nào dùng đôi mắt xem bái người áo tím sắc mặt biến thành màu đen này xem như nói cái gì ha ha điền huynh thật hài hước một khắc sườn một cái đầy mặt râu sồn trung niên nam tử vuốt râu cười nói cười một ngày liền biết cười ngươi cũng không hảo hảo chỉnh đốn một chút các ngươi đỡ long phái. Trâu sồn mới vừa cười hai tiếng, đã bị Điền Phong đánh gãy. Chương 44, Kim Thiếp Trâu sồn cũng là vẻ mặt hắc tuyến, thần sắc xấu hổ nhìn mắt người áo tím. Người áo tím lắc lắc, nói, chúng ta thành chủ phủ cùng đỡ long phái vốn chính là một nhà, hiện giờ ba phái đứng đầu bích long phái đột nhiên tuyên bố quy phục vương sơn phái, không biết ra sao nguyên nhân, ta xem chiếu hiện giờ cái này hình thức tới xem, nếu này vương sơn phái an phận thủ thường đảo còn hảo, nếu là đối đỡ long phái bất lợi, kia đột nhiên, Điền Phong mở miệng nói, yên tâm, Vương Sơn Phái sẽ không đối chúng ta ra tay. Người áo tím sửng sốt, hỏi, Điền Lão đệ gì ra lời này? Điền Phong nói, năm xưa ta bên ngoài giả du khi từng cùng Vương Sơn Phái Tông Chủ An Chiêu Tân gặp qua một lần, đánh một lần giao tế, tuy rằng nói chuyện với nhau không thâm, nhưng ta có thể xem ra tới, An Chiêu Tân người nọ, cũng không phải lòng muôn giả dạ thú người. Chỉ là Bích Long Phái quy phục một chuyện. xác thật kỳ quặc, Trương Đại Râu, ngươi nói đi. Râu sồn khóe miệng trừ trừ, ngữ khí không vui nói, điền lão cẩu ngươi có thể hay không không cần tùy tiện cho người ta khởi ngoại hiệu một câu điền lão cẩu nghe điền phong mày thẳng nhảy sao tích ngươi không phục ngươi trương đại râu khó thở nhưng hắn lại đánh không lại điền phong tuy rằng điền phong gia nhập đỡ long phái nhiều năm hơn nữa chỉ là phó tông chủ nhưng liền tính là phó tông chủ hắn cái này tông chủ cũng không phải đối thủ điền phong là bọn họ đỡ long phái duy nhất một cái nguyên anh tu sĩ tuy rằng tiếng giai nguyên anh bất quá nửa năm lâu hảo các ngươi hai cái đều ba mươi mấy người, như thế nào còn nháo. Nói chính sự. Nếu Điền lão cậu Điền lão đệ nói An Chiêu Tân sẽ không sằng bậy, ta đây cũng liền an tâm rồi. Người áo tím thổi thổi nước trà, chậm rãi nói. Điền Phong nhắm đôi mắt đột nhiên chậm rãi mở, liếc mắt một cái người áo tím, buồn bã nói, Lý Thành xa ngươi vừa mới nói cái gì? Lý Thành Nguyên. Nói sai còn không được sao? Làm người không thể quá kia gì. Lý Thành Nguyên uống ngụm trà, thần sắc đạm nhiên nói, ta nói gì? điền phong mày một chọn tính ngươi nha có thể trang một khi đã như vậy ta có cái ý tưởng lý thành sa đột nhiên trong đầu tinh quang vừa hiện nhìn điền phong cùng trương đại râu nói trương đại râu cùng điền phong hai người cơ hồ đồng thời nói phóng lý thành sa tuy rằng đại gia quan hệ hảo nhưng tốt xấu cũng là có uy tín danh dự nhân vật liền không thể cấp cái mặt mũi bất quá lời này lý thành sa tự nhiên không có nói ra lý thành sa dừng một chút nghiêm túc nói chúng ta có thể ở đỡ lâm thành thiết một hồi giả yến mời Vương Sơn phái người lại đây tham gia yến hội, sau đó thuận tiện lại mời một ít trên giang hồ cường đại tán tu tới, nếu Vương Sơn phái không có ác ý nói, cũng coi như là cùng chi giao hảo, nhiều năm như vậy, chúng ta ba phái chi giang vẫn luôn tranh đấu gay gắt, thật sự là hao phí rất nhiều tinh lực. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Lý Thành Sa sau khi nói xong nhìn về phía hai người. Điền Phong gật gật đầu, tán đồng nói, ta cảm thấy có thể. Ân, ta cũng cảm thấy có thể. Trương Đại Râu cũng là tán đồng nói. Hảo, một khi đã như vậy, ta đây liền phái người tiến đến vương sơn phái đưa ra thư mời đồng thời dán ra bố cáo ba ngày sau thành chủ phủ mở rộng ra dạ yến có hứng thú tham gia đều có thể tới tham gia lý thành Sa đứng dậy ánh mắt sáng trong nửa ngày sau đỡ lâm thành cửa thành chỗ rậm rạp chen đầy tu sĩ biển người tấp nập kính không kẻ hở thành chủ phủ quản mời thiên hạ tu sĩ cùng tham dự ba ngày sau dạ yến hôm nay có người đóng quân tại đây cố ý phát thư mời vị này đại ca ngươi có thể hay không đừng tể ta ngoại tào ai dẫm ta chân Nima, cái nào biến thái sờ lão tử mông? Người mẹ nó lại thọc lão tử cúc hoa thử xem. Người nhiều địa phương liền có ân oán, trong khoảng thời gian ngắn, cửa thành chỗ tràn ngập trống giận cùng mắng thanh. Rốt cuộc có người quần áo tả tơi từ trong đám người tể ra tới, cầm trong tay một trang giấy vui sướng vô cùng nhìn lên, năng chữ vàng thư mời hiện giờ đã nhăn bèo nhèo, lại một chút không ảnh hưởng người này kích động tâm tình. Lão tử rốt cuộc có thể đi thành chủ phủ ăn một bữa no nê, thiết không tiền đồ. Có người đối này kinh thường nhìn lại nguyên lai like người này như thế kích động, chỉ là bởi vì có thể ăn một bữa no nê. Người này bảo bối dường như đem thư mời nhét vào trong lòng ngực, cao hứng phấn chấn ra khỏi thành, cách đó không xa, một đạo hắc ảnh chợt lóe mà qua, theo sát người nọ. Vương Sơn phái chủ điện nội, một người đỡ lâm thành thành chủ phủ phái tới tu sĩ cung kính đứng ở chủ điện phía dưới, chắp tay nói, an tông chủ, nhà ta đại nhân cố ý mời tông chủ với ba ngày về sau đi trước thành chủ phủ tham dự dạ yến, đây là thư mời, đến nỗi an tông chủ muốn mang bao nhiêu người, hoàn toàn là an tông chủ ý tứ. Hiện giờ thiệp mời đã đến, tại hạ đi trước cáo lui. An Chiêu Tân gật gật đầu, phân phó nói, "Tiễn khách." Tên kia tu sĩ đi rồi, An Chiêu Tân đem kim sắc thư mời mở ra, tùy ý xem một phen sau, nhìn một bên Phong Chấn Tiêu nói, "Phong huynh, ngươi có đi hay không?" Phong Chấn Tiêu suy tư một lát sau, nói, "Đi cũng không sao, xem bọn hắn thành chủ phủ giả dạ yến, đến tục cùng có gì bất đồng." An Chiêu Tân gật đầu nói, "Như thế rất tốt, một khi đã như vậy, như vậy ngươi lại chọn lựa mấy người đi." Không cần Phong Chấn Tiêu lắc đầu. An Chiêu Tân nhìn thoáng qua Phong Chấn Tiêu, nếu Phong Chấn Tiêu không muốn, kia An Chiêu Tân cũng không cưỡng bắt. Đỡ Lâm Thành thành chủ phủ quản mời thiên hạ tu sĩ cùng tham dự dạ yến, việc này không ra hai ngày liền ở Đỡ Lâm Thành phụ cận truyền ồn ào huyên náo, thậm chí còn một ít lánh đời tu sĩ đều sôi nổi xuất thế, muốn một thấy thành chủ phủ phong thái. Trải qua một ít thời gian tu chỉnh, Vương Sơn Phái cũng là dần dần trở về bình thường vận hành quỹ đạo, bất luận là ngoại môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử, vì tranh thủ càng nhiều tu luyện tài nguyên càng thêm chăm chỉ tu luyện một ngày này vương sơn phái chủ điện nội ngồi vây quanh rất nhiều tu sĩ liếc mắt một cái nhìn lại lại có mấy chục người nhiều an chiêu tân cao cư thủ tọa ở này phía dưới bên phải chính là phong chấn tiêu an linh lung cùng với còn lại đệ tử ngồi trên phía dưới an chiêu tân nhìn mọi người liếc mắt một cái mở miệng nói như vậy lần này chịu mời tham gia đỡ lâm thành yến hội liền chúng ta mấy người sắc trời cũng không còn sớm ta chờ mau chóng xuất phát chuyến này không được gây chuyện sinh sự cuối cùng một câu tự hồ là chuyên môn nói cho tào ngụy nghe tào ngụy an nhàn nằm ở an linh lung trong lòng ngực vẫn chưa quá mức để ý này cái gì giả dạ yến không giả dạ yến đối tào ngụy mà nói cũng không quan trọng vương sơn phái đoàn người xuất phát đi trước đỡ lâm thành cùng lúc đó địa phương khác tu sĩ cũng là hướng tới đỡ lâm thành hội tụ mà đi thiên hạ tán tu quá nhiều thành chủ phủ sở tản mát ra đi thư mời cũng bất quá kẻ hèn 200 trăm trương nói cách khác lúc này đây tham dự giả dạ yến tán tu sẽ không vượt qua 200 người đỡ lâm thành mổ một chỗ tử lầu một chỗ vị trí cực kỳ không tồi nhã các nội một thân xuyên áo đen đầu đội mũ tròn kẻ thần bí ánh mắt sáng quắt nhìn thành chủ phủ đại môn nơi đó tu sĩ nối liền không dứt tràn ngập chút mừng bầu không khí kẻ thần bí khóe miệng một câu khuôn mặt dơ lên lộ ra chân dung đúng là cố phi lời nói của ta ngươi đều nhớ kỹ một đạo âm trắc trắc thanh âm vang lên cố phi cười lạnh nói quên không được một cây thảo mà thôi nếu nó không tới cũng liền thôi nếu là tới liền tính phong chấn tiêu là nguyên anh tu sĩ cũng bảo không được nó chương 45, dạ yến. Ân. Thần bí thanh âm lại lần nữa vang lên, nhớ kỹ, bí pháp chỉ có thể duy trì nửa nén hương thời gian, nếu có thể đoạt được kia căn yêu thảo, ta đối với ngươi thật mạnh có thưởng. Cố phi quỷ dị cười nói, hảo. Thành chủ phủ nội. Điền phong, trương đại râu cùng với Lý Thành Sa đều là ngồi ở đại sảnh thủ tọa phía trên, bởi vậy có thể thấy được đỡ long phái cùng thành chủ phủ quan hệ cực kỳ giao hảo. Lui tới khách khứa thật nhiều, mỗi tiếng vào một người, liền sẽ hướng về phía ba người nhất nhất ôm quyền. Vương Sơn phái đến. Đột nhiên, đại sảnh ở ngoài truyền đến một tiếng ngẩn cao thanh âm, đang ngồi mọi người đều là ngẩng đầu hướng tới ngoài cửa nhìn lại, gần nhất mấy ngày Vương Sơn phái sự truyền mọi người đều biết, tất cả mọi người đặc biệt tò mò, này Vương Sơn phái đến đế dựa vào cái gì, có thể làm ba phái đứng đầu Bích Long phái cam nguyện quy phục. Mấy tức lúc sau, Vương Sơn phái mấy người trước sau tiến vào đại sảnh, An Chiêu Tân cầm đầu, mặt sau đi theo Phong Chấn Tiêu cùng với An Linh Lung đám người. Thấy An Chiêu Tân tiến vào đại sảnh, Điền Phong, Trương Đại Râu lý thành sa đều là vội vàng đứng dậy đón chào lý thành sa hàng huyên nói an tông chủ cửu ngưỡng cửu ngưỡng mau mời nhập tòa an chiêu tân hồi lấy mỉm cười mang theo mọi người hướng tới chuyên môn để lại cho vương sơn phái chỗ ngồi trước đi đến phong chấn tiêu không nói một lời an tỉnh đi theo an chiêu tân phía sau lý thành sa cùng điền phong liếc nhau xem ra ngoại giới truyền lại việc hơn phân nữa là sự thật còn lại khách khứa đều là vẻ mặt ngạc nhiên tự an chiêu tân đám người tiến vào đại sảnh sau bọn họ liền có điều phát hiện này cái gọi là vương sơn phái tông chủ cũng không phải cái gì tu vi cao cường người, hơn nữa theo bọn họ cảm giác, An Chiêu Tân cảnh giới cũng mới kim đan sơ kỳ mà thôi, hắn đến tục cùng là dựa vào cái gì làm Nguyên Anh Phong chấn tiêu cam nguyện lui cư đệ nhị. Trong đó nguyên do bọn họ cũng không biết được, hơn nữa xem phong chấn tiêu biểu tình, hắn đối An Chiêu Tân cái này tông chủ thân phận vẫn là tán thành, chỗ ngồi phía trên cũng phân tôn quý, An Chiêu Tân sở ngồi vị trí cũng thuyết minh hắn mới là vương sơn phái chân chính khống chế giả. Mọi người đem rượu ngôn hoang, trong khoảng thời gian nắng thật náo nhiệt, An Linh Lung làm Vương Sơn phái tông chủ nữ nhi, cũng là bị chịu chú mục, đặc biệt là An Linh Lung tuyệt mỹ dung nhan, tuy rằng có khăn che mặt che lấp, lại vẫn như cũ khó có thể che đậy mọi người lửa nóng ánh mắt, đặc biệt là một ít tuổi trẻ tu sĩ, càng là kích động trái tim bang bang thẳng nhảy. Đây mới là nữ thần a. An Linh Lung cũng không thích uống rượu, càng không thích trường hợp này, nếu không phải bị bắt bất đắc dĩ, An Linh Lung càng hy vọng đãi ở nàng tiểu viện tử đạn cẩm thanh. Rất nhiều tuổi trẻ tu sĩ lực chú ý toàn tập trung ở An Linh Lung trên người, chọc đến An Linh Lung cảm giác dị thường biệt nữ, nhưng thật ra Tào Ngụy, này sẽ trong lòng chính khổ đâu. Nhìn đầy bàn mỹ vị món ngon lại khó có thể nhập khẩu, thật sự là chiếc sát thảo cũng. Ai? Tào Ngụy trong lòng âm thầm thở dài, tùy theo lại xem xét mắt thuộc tính giao diện thượng trưởng thành giá trị, khoảng cách gom đủ 100.000 trưởng thành giá trị cũng còn sót lại không đến 20.000, nếu là gặp được giống lần trước Bích Long phái tập kích Vương Sơn phái sự đảo còn hảo, hệ thống thêm vào gia tăng khen thưởng khiến cho Tào Ngụy một lần đạt được rất nhiều trưởng thành giá trị chỉ là tự kia về sau, trưởng thành giá trị gia tăng tốc độ lại lần nữa trở nên thông thả vô cùng, mỗi lần An Linh Lung trước mặt Bích Long phái đệ tử luận bàn thắng hạ sau, cũng chỉ là gia tăng 300 đến 500 điểm trưởng thành giá trị mà thôi, này đối với đã từng hưởng qua ngon ngọt tào ngụy mà nói, quả thực chính là chính trâu mất sợi lông, không đáng giá nhắc tới. Đột nhiên, liền ở tào ngụy trong lúc suy tư, mơ hồ cảm giác được một đạo ám mang sát ý hơi thở đem hắn tỏa định, tào ngụy trong lòng cả kinh, hay là này giả dạ yến, chính là một hồi hồng môn yến. Tào Ngụy đem ánh mắt đặt ở cầm đầu Lý Thành xa ba người trên người, lại chưa phát giác dị thường. Này liền kỳ quái, chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi? Tào Ngụy hoàn toàn tin tưởng chính mình tinh thần lực, suy tư một lát sau, Tào Ngụy lại lần nữa hướng tới Yến Hội Mãn Tịch nhìn lại, hy vọng có thể nhìn ra một ít manh mối. Ha ha. Đột nhiên một trận âm lãnh tiếng cười đánh vỡ dạ yến bầu không khí, trong đại sảnh tu sĩ đều là vẻ mặt nghi hoặc hướng tới thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại. Cười lạnh thanh đúng là từ lẫn vào Cố Phi phát ra, lúc này Cố Phi, vẫn cứ một thân hắc y cực đại mũ tròn đem cố phi cả khuôn mặt đều trắng bóng ma dưới lý thành xa cau mày nhìn chằm chằm cố phi người này khi nào tiến vào đại sảnh ngoại không phải chuyên môn phái người ngăn cản thân phận không rõ người tiến vào sao không hảo thành chủ đột nhiên đại sảnh ngoại một nam tử vội vội vàng vàng chạy tiến vào lý thành Sa nhíu mày nói sao lại thế này nam tử nuốt khẩu nước miếng hoảng loạn nói bên ngoài bên ngoài đóng giữ bốn gã thành vệ binh bị người giết cái gì Lý Thành rộng lớn giận, nháy mắt đứng dậy, chợt ánh mắt âm trầm nhìn về phía Cố Phi. Hết thảy đều giải thích thông. Ngươi đến tột cùng là ai? Tới ta thành chủ phủ dương oai. Thật là chán sống. Lý Thành xa hướng về phía Cố Phi cả giận nói. Ha ha, này đó là thành chủ phủ đạo đại khách sao? Cố Phi quỷ dị cười, chậm rãi đứng dậy. Nếu như thế, ta đây cũng không cần cất giấu. Cố Phi bắt lấy màu đen quần áo, nháy mắt đem này xót Phi, lộ ra hắn tái nhật bệnh trạng gương mặt. Cố Phi, cố phi lộ ra chân dung phong chấn tiêu nháy mắt nhận ra tới ngay cả an linh lung cũng là tiếu mi hơi lập cố phi ở bình hoang triều nội liền chưa cho an linh lung lưu lại cái gì ấn tượng tốt càng đừng nói hiện giờ này phúc quỷ bộ dáng an linh lung trong lòng ngực tào ngụy nhàn nhạt nhìn cố phi xem ra phía trước kia một tia sát ý là đến từ người này chẳng qua tào ngụy không hiểu được chính là tào ngụy cùng cố phi cũng không có cái gì ân oán hắn vì sao phải đối tào ngụy lòng mang sát ý nga phong tông chủ đã lâu không thấy a à, phó tông chủ đương lên cảm giác như thế nào cố phi khoanh tay trước ngực, ngoài cười nhưng trong không cười chế nhạo nói. Hừ! Ngươi này phản đồ, vừa lúc hôm nay chính tay đâm ngươi. Phong chấn tiêu rõ ràng có chút tức giận, hắn hiện giờ tuy rằng đối Tào ngụy duy mệnh là từ, nhưng không đại biểu ai đều có thể khiêu khích một cái nguyên anh tu sĩ quyền uy. Lý Thành Sa nhìn mắt cố phi, lại nhìn mắt phong chấn tiêu, như là đột nhiên minh bạch lại đây, lập tức nói, nhị vị, nếu là tư nhân ân oán, còn thỉnh giả yến sau khi kết thúc tự hành giải quyết, còn thỉnh cấp lý mổ một cái mặt mũi. Hừ, Phong chấn tiêu hừ lạnh một tiếng, lập tức ngồi trở về, cũng không phải phong chấn tiêu thật sự tưởng cấp lý thành xa mặt mũi gì đó, mà là hắn thu được tào ngụy truyền âm. Tào ngụy nói, đừng nháo. Ha ha, phong tông chủ hiện giờ thật là càng sống lướt qua đi, này rùa đen rút đầu đương, làm cố phi bội phục. Nhưng mà, cố phi lại vẫn cứ khóe miệng ngậm cười, chế nhạo tiếng động không ngừng. Đúng lúc này, cố phi linh đài thượng kia đoàn hắc ảnh đột nhiên xuất khẩu nói, một cái nho nhỏ nguyên anh sơ kỳ mà thôi, ngươi còn ở vì chuyện đó canh cánh trong lòng đừng quên hôm nay hàng đầu mục đích. Bị hắc ảnh vừa nhắc nhở, Cố Phi bỗng nhiên tỉnh ngộ, không hề cùng phong chấn tiêu không qua được, ngược lại là đem ánh mắt đặt ở An Linh Lung trên người. Chuẩn xác điểm nói, là An Linh Lung trong lòng ngực tào ngụy. An Linh Lung thấy Cố Phi triều nàng nhìn lại đây, tức khắc lộ ra chán ghét biểu tình, An Chiêu Tân cũng là lộ ra không mau chi sắc, lập tức đứng dậy đem An Linh Lung che ở phía sau. Chương 46, Huyết Tẩy Nếu là Cố Phi dám đối với An Linh Lung ra tay, như vậy An Chiêu Tân đem lập tức còn lấy nhan sắc. Tốc tốc đoạt được yêu thảo, ngươi nếu thích cô nàng này, ngày sau đoạt tới đó là. Hắc ảnh hấp tấp nói. Hảo. Cố phi liếm liếm môi, mắt lộ ra hung mang, một tay thành ấn, nháy mắt hướng tới An Linh lung oanh đi. An Linh lung biến sắc, vội vàng đứng dậy tránh né, cùng lúc đó, An Chiêu Tân cùng phong chấn tiêu hai người nháy mắt ra tay, một tả một hữu hướng tới cố phi bắt đi. An Chiêu Tân sắc mặt âm trầm, dám đảm đương nhiều người như vậy đối mặt hắn nữ nhi duy nhất ra tay, thật là không biết tốt xấu mà phong chấn tiêu tưởng tắt đơn thuần rất nhiều, dám đối với ta chủ nhân cái bô ra tay, ngươi là thật sự chán sống. Hai người ra tay, trong đại sảnh linh khí nháy mắt kiếp nổ, quan chiến mọi người đều là chậm rãi lắc đầu, đây là không hề trì hoãn nghiền áp, tên này vì cố phi người trẻ tuổi, vẫn là hỏa khí quá lớn. Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng kết cục đã định thời điểm, ngay sau đó phát sinh một màn lại làm tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Phong chấn tiêu cùng An chư tân hợp lực một kích, lại bị cố phi bắn cho bay. Sao có thể? bỏ qua một bên an chiêu tân không nói chỉ là phong chấn tiêu một người đó là nguyên anh tu sĩ chỉ sợ đang ngồi mọi người ở này trên tay cũng khó kiên trì quá mười chiêu chính là như vậy một cái thực lực cường hãn cao thủ hiện giờ lại bị một người đều chưa biết người trẻ tuổi bắn cho bay không tốt người này cũng là nguyên anh tu sĩ thủ tọa điền phong đột nhiên biến sắc hoảng sợ ra tiếng người này chẳng những là nguyên anh tu sĩ mà là tu vi xa ở phong chấn tiêu phía trên ít nhất cũng là nguyên anh trung kỳ nếu là một người nguyên anh trung kỳ tu sĩ vậy xem như Điền Phong cùng Phong Chấn Tiêu hai người liên thủ, phần thắng cũng không lớn. Điền Phong đột nhiên ra tiếng, trong đại sảnh tu sĩ nháy mắt phản ứng lại đây, thấy hình thức không đúng, sôi nổi hướng tới đại sảnh ngoại giới chạy trốn mà đi. Hắc hắc, hôm nay, một cái đều đừng nghĩ chạy. Cố Phi Vương đầu lưỡi liếm liếm môi, lộ ra tàn nhẫn tươi cười. Mọi người càng thêm khủng hoảng, sôi nổi thoát đi. An Linh Lung một phen tiếp được An Chiêu Tân, đối với phía sau Vương Sơn phái mọi người nói, trước rời đi nơi này. Đi, liền ở mọi người sôi nổi bước ra bước chân hướng tới đại sảnh chạy đi ra ngoài ly mà đi thời điểm, cố phi nháy mắt bùng nổ, thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau, nháy mắt di động đến đại sảnh cửa, mặt lộ vẻ tươi cười, ngăn chặn mọi người đường đi. Bị lấp kín mấy người biến sắc, chợt cắn răng nói, đại gia cùng nhau hướng, ta không tin hắn một người chống đỡ được chúng ta nhiều người như vậy. Mở miệng người chính là đỡ lâm bên trong thành trứ danh một người tán tu lãng nhân, tu vi kim đang hậu kỳ, thủ đoạn cao cường. Có người dẫn dắt, còn lại người cũng là vây quanh đi lên, hướng tới cố phi phóng đi một đám con kiến cố phi cười lạnh một tiếng chợt vương đôi tay trực tiếp véo ở tên kia tán tu sông lạc dưới theo sau mãnh lực một xé thế nhưng đem người nọ sống sờ sờ xé thành hai nửa a à. mặt sau sông tới mấy người vừa thấy này huyết tinh khủng bố một màn nháy mắt da đầu tê dại căn bản không kịp quay đầu lại liền đụng phải cố phi ma trảo chết oan chết uổng cố phi đại khai sát giới lý thành Sa cũng là sắc mặt khó coi cùng trương đại râu điền phong liếc nhau sau cùng phi thân mà ra dừng ở phong chấn tiêu bên cạnh người. Điền phong thần sắc trịnh trọng nói, phong huynh, ngươi cũng cảm giác được, người này thực lực xa ở ngươi ta hai người phía trên, hiện giờ chỉ có thể ngươi ta liên thủ, làm còn lại tu sĩ đi trước lui lại. Phong chấn tiêu gật đầu nói, hảo. Theo sau, hai người trực tiếp phi thân dựng lên, đôi tay thành ấn, hướng tới cố phi giận chụp mà đi. Cảm nhận được lưỡng đạo cực cường hơi thở tới gần, cố phi hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra kinh thường chi sắc, theo sau cả người linh lực bạo động, hóa thành lưỡng đạo tản ra hắc khí đầu lâu, đón nhận hai người. Hắc ký. Tào Ngụy nhìn chầm chầm Cố Phi trong tay hắc ký, lâm vào trầm tư, theo sau, Tào Ngụy nháy mắt hiểu ra, chẳng lẽ Cư An trong điện chạy trốn mà ra hắc cầu, đi theo Cố Phi cùng ra Bình Hoang triều. Tào Ngụy thầm nghĩ trong lòng không tốt, cái kia hắc cầu phía trước nơi pho tượng thần bí dị thường, có thể bị phong ấn, tất nhiên là đại ác đồ đệ, hiện giờ trốn thoát, tất nhiên sẽ vì nồi thế gian, Tào Ngụy tuy rằng làm không được tâm hệ thiên hạ, nhưng hắc cầu phá vỡ phong ấn là lúc, Tào Ngụy rốt cuộc cũng ở hiện trường, tính lên, Tào Ngụy cũng có một chút trách nhiệm. Nghĩ đến đây, Tào Ngụy cũng không bình tĩnh, đối với An Linh Lung truyền âm nói, ngươi bảo hộ những người khác đi theo Lý Thành rời xa khai nơi này, ta đi gặp một lần hắn. "Hảo, cậu tử ngươi phải cẩn thận a." À? An Linh Lung hiểu ý, đồng thời quan tâm đối với Tào Ngụy nói. An Linh Lung này một câu, cũng không có dùng linh thức truyền âm, cho nên ở này bên cạnh người An Chiêu Tân cũng là nghe xong đi vào, An Chiêu Tân nhìn mắt Tào Ngụy, trong lòng cư nhiên có chút bức thiết muốn nhìn Tào Ngụy ra tay. "Này yêu thảo" rốt cuộc mạnh như thế nào. Theo sau, Tào Ngụy trực tiếp hóa thành một đạo lục quang, tự an linh lung trong lòng ngực bay ra, hướng tới đại sảnh cửa mà đi. Ta đi, đó là cái gì? Ta hoa mắt sao? Tào Ngụy rời đi, Trương Đại Râu tức khắc trợn tròn mắt, hắn vừa vặn giống thấy một cây thảo tự an linh lung trong lòng ngực bay ra đi. Tào Ngụy đuổi tới đại sảnh xuất khẩu, lớn nhỏ như ý tùy tâm mà động, thân thể nháy mắt biến đại, chừng một người chi cao. Họa Tào thật đúng là một cây thảo. Tào Ngụy lộ ra chân thân, nháy mắt khiến cho trong đại sảnh rất nhiều tu sĩ chú ý, bọn họ gặp qua yêu thú sẽ phi sẽ biến hình, nhưng một cây thảo nói, bọn họ chưa từng thấy quá, càng không biết tào ngụy ra sao lai lịch. Lý Thành Sa cũng là ánh mắt một ngưng, nhìn mắt An Linh Lung cùng An Chiêu Tân cha con, Vương Sơn Phái Trung, quả nhiên cất giấu một ít đồ vật. Chúng ta trước rời đi nơi này, bọn họ tốt xấu cũng là hai gã nguyên anh, đủ để ngăn cản. Theo tào ngụy gia nhập, bị cố phi nghiêng về một phía áp chế chiến đấu hơi chút có thể hòa hoãn. Lý Thành Sa xem chuẩn thời cơ, Đối với trong đại sảnh còn lại tu sĩ quát lớn. Đây chính là ở thành chủ phủ nội, này hai trăm nhiều người đều là có uy tín danh dự nhân vật, nếu là xảy ra chuyện, Lý Thành Sa tuy là thành chủ, lại cũng không hảo công đạo. Mọi người nghe vậy, lập tức đi theo Lý Thành Sa mông mặt sau. Đi thôi lại lướt, yêu cầu tử thực lực không phải người ta có khả năng phỏng đoán được, chúng ta trước rời đi, miễn cho liên lụy với nó. Thấy An Linh Lung vẻ mặt lo lắng nhìn vòng chiến, An Chiêu Tân cũng là sốt ruột nói. Cuối cùng, ở An Chiêu Tân tận tình khuyên bảo khuyên bảo hạ, An Linh Lung rốt cuộc đi theo mọi người cùng rời đi đại sảnh. Theo mọi người rời đi, toàn bộ trong đại sảnh, cũng chỉ dư lại Tào Ngụy, Phong Chấn Tiêu, Điền Phong, Cố Phi này ba người một thảo. Ha ha, ta đảo muốn nhìn, các ngươi có cái gì bản lĩnh? Cố Phi vẻ mặt cười lạnh, thủ hạ hắc khí càng thêm nồng đậm, cùng Phong Chấn Tiêu, Điền Phong hai người đánh đại khai đại hợp. Không có cố kỵ lúc sau, Tào Ngụy cũng là trực tiếp hóa ra hiện giờ giai đoạn mạnh nhất hình thái, trực tiếp hóa thành một cây thân cao ba trượng không ngừng thật lớn yêu thảo, phiến lá phía trên bò đầy sắc bén răng cưa, ở ánh trăng chiếu xuống tản ra sâu kín lãnh quang. Chương 47, lui địch. Tào Ngụy đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên thật lớn dáng người, nháy mắt khiến cho rời đi mọi người chú ý, một đám đều tránh ở thành chủ phủ tiền viện quan kháng lên, này phút trường hợp, thực sự to lớn. Vô tình quốc. Hắc cầu lai lịch thần bí, Tào Ngụy không dám lưu thủ, vừa ra tay chính là thiên phú thần thông, bốn căn lá cây giống như thật lớn mang theo gai nhọn roi, trực tiếp triệu hướng Cố Phi. Cố Phi thần sắc khẽ biến, nhanh chóng triệt thoái phía sau, tránh thoát tào ngụy một đòn trí mạng, mà phía trước cố phi nơi địa phương, nháy mắt bị tạp ra một cái cự hố, điền phong nhịn không được nheo mắt, sâu sắc cảm giác tào ngụy cường đại đồng thời, cũng là rút ra một cây màu vàng gậy gộc, hướng tới cố phi đầu huy đi. Hừ! Lăng! Liên tiếp bị này ba người áp chế, cố phi cũng là lộ ra không kiên nhẫn biểu tình, hắn thời gian không nhiều lắm, không nghĩ quá nhiều dây dưa. Cố phi trong cơ thể linh lực đột nhiên lại lần nữa bùng nổ, khí thế lại lần nữa cường thịnh không ít, Cố Phi bàn tay phía trên đột nhiên hiện ra một tầng nhàn nhạt màu đen sương mù, theo sau, Cố Phi duỗi tay, trực tiếp tay không bắt được Điền Phong Huy tới côn sắt. Không tốt. Điền Phong sắc mặt đại biến, trực tiếp đem linh lực thêm vào nắm côn sắt tay phải phía trên, lại không có bao lớn tác dụng. Cố Phi âm lãnh cười, dùng sức một xả, trực tiếp đem Điền Phong xả bay qua đi. Thân thể đột nhiên rời đi mặt đất, Điền Phong lộ ra hoảng loạn chi sắc, không ngừng thúc giục linh lực, muốn buông ra côn sắt, nhưng Điền Phong tay phải tựa như bị cái gì cấp dính vào côn sắt phía trên, mặc cho Điền Phong dùng hết cả người thủ đoạn, cũng khó có thể buông tay. Đi tìm chết đi. Cố Phi hai mắt đằng đằng sát khí, ở Điền Phong thân thể sắp phát lại đây thời điểm, một cái tay khác thượng che kín màu đen linh lực, hướng tới Điền Phong ngực một chưởng chụp đi. Phía sau Tào Ngụy cùng Phong Chấn Tiêu hai người đều là trong lòng giật mình, này hết thảy đã xảy ra quá nhanh. Bọn họ căn bản không kịp tổ chức. Tào Ngụy trong lòng đột nhiên linh cơ vừa động, đại mộng hư cảnh nháy mắt phát động, đầy trời sương mù tự Tào Ngụy tám căn phiến lá phía trên khuếch tán mà ra, chỉ trong nháy mắt, liền tới tới rồi cố phi trước mặt. Màu xám sương mù đột nhiên xuất hiện, cũng là làm cố phi đột nhiên sửng sốt, bất quá liền này trong nháy mắt, tào ngụy nháy mắt ra tay, một mảnh lá cây hướng tới cố phi cánh tay chém xuống, này một kích dấu dến cơ sở 13 kiếm kiếm thế, cũng là làm cố phi trong lòng chợt lạnh, này một lá cây chém xuống tới, chẳng sợ cố phi hiện giờ tu vi thẳng bức nguyên anh trung kỳ, chỉ sợ cũng giữ không nổi hắn này cánh tay. Cố phi trong lòng chấn động, vội vàng rút về tay phải, theo sau phi thân triệt thoái phía sau mấy bước. Tào ngụy một kích không trúng, lại cũng cứu điền phong cố phi đột nhiên buông tay làm điền phong như hoạch đại xá vội vàng liên tục lui về phía sau đứng ở phong chấn tiêu bên cạnh người hai bên liên tiếp ra tay hiện giờ lại lâm vào giằng co đối với cố phi mà nói hắn tuy rằng thực lực tới rồi nguyên anh trung kỳ nhưng đối với cảnh giới hiểu được còn chỉ dừng lại ở kim đan kỳ cho nên chung quy là khó có thể đem nguyên anh tu sĩ thực lực toàn bộ bày ra ra tới bất quá tuy là như thế cũng làm điền phong cùng phong chấn tiêu hai người mỏi mệt bất kham trong đại sảnh khắp nơi tràn ngập màu xám sương mù đây là tàu ngụy chế tạo đại mộng hư cảnh nhưng này thiên phú lúc này lại giống như râu ri giống nhau đối cố phi khởi không được nhiều đại tác dụng tàu ngụy trong lòng nghiêm nghị tất nhiên là kia hắc cầu từ giữa làm khó dễ nếu hắc cầu có thể khắc chế tàu ngụy đại mộng hư cảnh hơn nữa hiện giờ đã hoàn toàn trở thành địch nhân tàu ngụy cũng là nổi lên sát tâm hôm nay không diệt trừ người này đoạt được hắc cầu ngày sau chỉ sợ còn sẽ đối tàu ngụy tạo thành không nhỏ ảnh hưởng tàu ngụy nhưng không nghĩ chính mình lão bị không rõ lai lịch đồ vật nhớ thương các ngươi hai cái phong bế thành chủ phủ xuất khẩu ta tới đối phó hắn đột nhiên tào ngụy đối với hai người truyền âm nói ngươi còn có thể nói chuyện linh trí như vậy cao tào ngụy đột nhiên linh thức truyền âm hoàn toàn sợ ngay người một bên điền phong hắn tu luyện nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ gặp qua giống tào ngụy như vậy quái dị yêu thảo đừng nói nhảm nữa chủ nhân làm ngươi đi ngươi liền chạy nhanh đi ngươi đi cửa chính ta đi cửa sau tương đối với điền phong phong chấn tiêu liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều công đạo song sau cũng không ước ác bẩn thiểu, trực tiếp rời đi đại sảnh. Điền phong bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể nghe theo phong chấn tiêu kiến nghị, đi cửa chính. Hai người rời đi, toàn bộ trong đại sảnh chỉ còn lại có tào ngụy cùng cố phi. Cố phi vỗ vỗ bả vai, cười lạnh nói, này yêu thảo đảo cũng có hứng thú, cũng khó trách ngươi đối hắn như vậy cảm thấy hứng thú. Tào ngụy trong lòng cảnh giác vô cùng, cố phi lời này, thực rõ ràng không phải nói với hắn, cho nên hiện tại giải thích chỉ có một, đó chính là cố phi trong cơ thể hắc cầu, đích xác có ý thức hơn nữa, có thể cùng người câu thông. Xem ra là hắc cầu đối tàu ngụy mưu đồ gây rối. Người nói hắn đối ta cảm thấy hứng thú. Ta rất tưởng biết, vì sao sẽ đối ta một cây yêu thảo cảm thấy hứng thú. tào ngụy trầm tư một lát, truyền âm nói. Cố phi đột nhiên sửng sốt, chợt lập tức phản ứng lại đây, cũng khó trách thần bí tồn tại vẫn luôn nhắc mãi tàu ngụy, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới tào ngụy cư nhiên sẽ có như vậy cao linh trí. Cố phi khóe miệng mang theo không có hảo ý tươi cười, cười, mở miệng nói, muốn biết. Ngươi thúc thủ chịu trói, ta liền nói cho ngươi. Hừ. Tào Ngụy trong lòng không vui, hắn cũng không phải là như vậy người tùy tiện, đời trước bình bình đạm đạm, này một đời phải sống ra chính mình, ai dám đối hắn lòng mang ý xấu, vậy giết, một ít đáp án, kỳ thật cũng không quan trọng. Hiện giờ Cố Phi là nguyên anh trung kỳ tu vi, Tào Ngụy cũng không biết hắn đánh thắng được không, nhưng nếu liền thử xem cũng không dám nói, hắn liền không gọi Tào Ngụy. Vô tình quốc. Tào Ngụy vương bốn phiến lá cây, bay thẳng đến Cố Phi hung hăng ném tới. Cố Phi sắc mặt biến đổi, lại là chiêu này. Nhưng mà lúc này đây, Cố Phi lại không có né tránh, đại mộng hư cảnh làm tào ngụy thiên phú thần thông, tuy rằng khó có thể đối cao cảnh giới tu sĩ có tác dụng, nhưng cũng không ý nghĩa không hề tác dụng. Cố Phi ở đại mộng hư cảnh nội ngốc thời gian lâu lắm, linh hoạt trình độ đại đại hạ thấp, phản ứng cũng biến chậm rất nhiều, tào ngụy một kích nện xuống, trực tiếp đem Cố Phi tạp bay ngược đi ra ngoài. Đáng giận. Cố Phi thật mạnh té lăn trên đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt âm trầm vô cùng, mà thêm vào ở cố phi trên người bí pháp, theo thời gian trôi đi, hiệu quả càng ngày càng yếu, lúc này cố phi, tu vi trực tiếp hạ té nguyên anh sơ kỳ. Tào Ngụy nháy mắt hiểu ra, cố phi có thể tới đạt nguyên anh trung kỳ, tất nhiên là đã chịu ngoại lực kích thích, đến nỗi ra sao ngoại lực, Tào Ngụy trong lòng cũng là có đáp án. Nếu như thế, ta đây liền vẫn luôn cuốn lấy ngươi, thẳng đến ngươi ngã hồi kim đan. Trong lòng có tính toán, Tào Ngụy lại lần nữa ra tay, thần pháp tuy rằng khống chế không được cố phi, lại cũng là công kích linh hồn cường lực chiêu thức thần pháp tự nhiên thần pháp tự nhiên phát động một đạo vô hình sóng gợn tự tào mị thân thể phía trên khuếch tán mà ra nháy mắt vọt vào cố phi trong cơ thể cố phi muốn tránh cũng không được chỉ cảm thấy đã có một cổ thần bí lực lượng vọt vào hắn linh đài hừ nhưng vào lúc này cố phi linh đài thượng một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên truyền ra chậm rãi đen nhánh sương mù tự linh đài thượng khuếch tán mà ra đem thần pháp tự nhiên chắn cố phi linh đài ở ngoài chương 48, trong truyền thuyết tiên thảo quả nhiên có chút môn đạo thật sự lưu ngươi không được. Tào Ngụy trong lòng nghiêm nghị, đối thần bí hắc cầu càng thêm kiên kỵ lên, ra tay cũng càng thêm tàn nhẫn. Vô tình quốc mang theo cơ sở 13 kiếm kiếm thế, bay thẳng đến Cố Phi bổ tới, Cố Phi sắc mặt khó coi, cuốn quyết hóa ra một đoàn màu đen linh lực, duỗi tay ngăn cản. Oanh. Hai người chạm vào nhau, truyền ra thật lớn tiếng gầm rú, Tào Ngụy thật lớn thân hình đặng đặng lui về phía sau mấy bước, trái lại Cố Phi lại thứ bay ngược đi ra ngoài. Tào Ngụy trong lòng vui vẻ, lúc này đây cứng đối cứng, hắn cư nhiên mơ hồ chiếm cứ thượng phân, này cũng đã nói lên, hiện giờ làm yêu hoàng thảo tào ngụy, thực lực đã đạt tới cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ một trận chiến trình độ. nơi xa cố phi dãy dỗ đứng dậy, sắc mặt khó coi, tào ngụy chi cường xa xa vượt qua hắn đoán trước, đương nhiên cũng vượt qua kia thần bí hắc ảnh đoán trước, hiện giờ lâm vào cục diện bế tắc, cố phi căn bản không có khả năng lại đem tào ngụy bắt lấy, mà hắc ảnh cũng là trầm mặt lên. triệt, lần này là ta phỏng chừng sai lầm, không nghĩ tới này yêu thảo tu vi như thế chi cao, đãi ngày sau lại tìm cơ hội, chỉ cần có ta ở, sớm hay muộn có thể bắt lấy nó. Đột nhiên, Cố Phi trong đầu truyền đến hắc ảnh âm lãnh thanh âm. Cố Phi sắc mặt hơi đổi, chợt đột nhiên đôi tay phía trên hội tụ ra cự lượng màu đen linh lực, hóa thành một cái đường kính ước một trượng thật lớn đầu lâu. Theo sau, Cố Phi hướng tới Tào Ngụy kinh thân mà thượng. Tào Ngụy trong lòng rùng mình, vội vàng chống đỡ, nhưng mà, đầu lâu ở chạm vào Tào Ngụy lá cây là lúc, nháy mắt hóa thành đầy trời sương đen, đem tàu ngụy tầm nhìn hoàn toàn che đậy trụ theo sau cố phi một tiếng cười lạnh trời đi đại sảnh hóa thành một đoàn sương mù biến mất ở mênh mang bóng đêm bên trong tàu ngụy đánh tan sương đen như suy tư gì nhìn chầm chầm đen nhánh bầu trời đêm hiện giờ kia thần bí hắc cầu cư nhiên chủ động tìm tới tàu ngụy phiền toái đây là làm tàu ngụy trăm triệu không nghĩ tới hôm nay làm hắn thoát đi nơi đây như vậy ngày sau tàu ngụy chỉ sợ cũng không được yên ổn cố phi rời đi tàu ngụy lại lần nữa hóa thành nguyên bản bộ dáng lung lay ra đại sảnh vẫn luôn canh giữ ở cửa chính cùng cửa sau điền phong phong chấn tiêu hai người cảm giác được cố phi linh lực sau khi biến mất cũng là vội vàng đuổi lại đây mọi người đều là vẻ mặt kỳ dị nhìn chằm chằm trên mặt đất tào ngụy tên kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ chính là bị như vậy một cây thảo cấp đánh chạy này rốt cuộc là cái gì thảo tự nhiên như thế lợi hại chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên thảo mọi người từng người suy tư muôn vàng không biết như thế nào cho phải tào ngụy đứng ở mọi người trước mặt nhìn lý thành xa liếc mắt một cái sau sâu kính truyền âm nói bổn tọa chính là vương sơn phái lịch đại hộ sơn thần thảo ngày thường tu hành nhàm chán đến cực điểm hôm nay ra cửa đánh giá lại không thành tưởng đã xảy ra loại sự tình này bổn tọa thực sự rất là bất đắc dĩ hôm nay kia tư không địch lại bổn tọa bị thương chạy trốn bất quá bổn tọa hy vọng ở đây các vị chớ có đem bổn tọa sự để lộ ra đi bị một cái hắc cầu nhớ thương cũng đã làm tào ngụy rất là buồn rầu tào ngụy không nghĩ lại bị người nào cấp theo dõi hảo thuyết hảo thuyết ta chờ tất nhiên giữ kính như bưng các vị các ngươi nói đi Tào Ngụy cứu tham dự dạ yến mọi người, đồng thời cũng vãn hồi rồi thành chủ phủ thanh danh, đối này, bất luận là rất nhiều tu sĩ vẫn là Lý Thành Sa, đều là mang ơn đội nghĩa, đối với Tào Ngụy yêu cầu tới nói, căn bản không cần suy xét, trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Nếu như thế, nếu vô hắn sự, ta phái người đi trước cáo lui. Tào Ngụy nói xong, cũng không đợi Lý Thành Sa hồi phục, trực tiếp nhảy tới An Linh Lung trên vai. An Linh Lung hiểu ý, hướng về phía An Chiêu Tân chớp chớp mắt, An Chiêu Tân hướng về phía Lý Thành Sa ôm quyền nói: đa tạ lý thành chủ khoản đãi ta chờ liền không hề quấy rầy cáo từ hảo hảo an tông chủ đi thông thả lý thành xa cười tiễn khách đại an chiêu tân đám người sau khi rời đi lý thành xa cũng là lục tục đuổi đi còn lại khách khứa đêm nay dạ yến hoàn toàn bị đột nhiên sát ra tới cố phi làm hỏng lý thành nhìn về nơi xa trong đại sảnh hai cái hố to nhịn không được thở dài một tiếng đột nhiên điền phong một bộ như suy tư gì hướng tới lý thành đi xa qua đi sờ soạn cầm nói lão lý ta tổng cảm thấy này vương sơn phái này căn hộ sơn thần thảo có chút kỳ quặc nói như thế nào lý thành xa hỏi ngươi ngẫm lại a à, nếu vương sơn phái có được thân thảo kia vì sao bọn họ vẫn luôn cam nguyện bị còn lại hai phái chèn ép thời gian lâu như vậy không trên một tiếng mà là từ lúc này đây bình hoang triều bắt đầu đột nhiên hành sự cao điệu lên đầu tiên là đoạt được bình hoang triều khôi thủ lại là thu phục bích long phái thần phục ngươi không cảm thấy quá xảo sao lý thành đường xa ngươi là nói không sai ta cảm thấy kia thần thảo hẳn là gần nhất không lâu mới xuất hiện ở vương sơn phái hơn nữa bích long phái gia nhập cũng cùng kia thần thảo thoát không ra quan hệ điền phong ánh mắt hơi ngưng đối với lý thành đường xa người biết phong chấn tiêu xưng kia thần thảo vì cái gì sao cái gì điền phong đồng tử hiếp lại gằn từng chữ phong chấn tiêu xưng thần thảo vì chủ nhân cái gì này này cũng quá không thể tưởng tượng đi lý thành xa khiếp sợ không thôi cư nhiên còn có loại sự tình này một thế hệ nguyên anh cường giả Tư nhiên xưng một cây thảo vì chủ nhân. Ân, tuy rằng không thể tưởng tượng, nhưng này lại là ta chính tai nghe được. Điền Phong vẻ mặt thâm trầm nói, cho nên, ta cảm thấy, Bích Long phái cử phái quy phục Vương Sơn phái một chuyện, tất nhiên là sau lưng đã chịu thần thảo sai sử. Hơn nữa, mấy ngày trước đây Bích Long phái đột nhiên tấn công Vương Sơn phái, sau lại lại đột nhiên rút lui, trong đó nguyên do, chỉ sợ cũng là bởi vì thần thảo. Lý Thành xa sờ soạn cầm, nói như thế tới, Bích Long phái cùng Vương Sơn phái sự tình, cũng là giải thích thông, nguyên lai like này sau lưng thúc đẩy giả tự nhiên sẽ là một cây thảo lý thành đường xa xem ra chúng ta ngày sau đến cùng vương sơn phái nhiều hơn đi lại này thần thảo thực lực chỉ sợ cũng đã tới gần nguyên anh trung kỳ không sai chúng ta đỡ long phái cũng đến cùng vương sơn phái nhiều hơn đi lại một bên trương đại râu cũng là gật đầu nói một cây có linh lực thảo khả năng thập phần thường thấy nhưng một cây đã có linh lực lại có linh trí thảo vậy không giống nhau càng đừng nói là tào ngụy loại thực lực này sánh vai nguyên anh trung kỳ linh thảo vậy trước như vậy đi hôm nay việc cũng làm đến lòng ta phiền ý loạn ta còn phải thu thập ta này đại sảnh các ngươi cũng sớm một chút trở về đi thống nhất ý kiến sau lý thành sa cũng là hạ lệnh trục khách điền phong cùng trương đại râu liếc nhau sau cùng rời đi hai người đi rồi lý thành sa phân phó hạ nhân xử lý những cái đó thi thể cùng bị đánh nghiêng bàn tiệc cùng với hỗn loạn đại sảnh mà chính hắn cũng là trở về tẩm điện lý thành sa ngồi ở trước bàn một mình uống rượu đột nhiên như là nhớ tới cái gì ánh mắt đột nhiên sáng ngời, lẩm bẩm, ta xem kia thần thảo cùng An Chiêu Tân nữ nhi quan hệ nhưng thật ra rất tốt, một khi đã như vậy, chi bằng nếm thử một chút, vạn nhất thần thảo đáp ứng nói, đối ta chất nữ trợ giúp, hẳn là rất đại. Đêm khuya tĩnh lặng, Vương Sơn phái mọi người cuối cùng là chạy về Vương Sơn phái, nhìn quen thuộc sơn môn, An Chiêu Tân nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho dù có phong chấn tiêu ở đây trợ giúp, nhưng cố phi trên người sở bộc phát ra khủng bố hơi thở vẫn làm cho An Chiêu Tân kinh hãi không thôi, Nguyên Anh vẫn là quá cường chương 49, phá hồn châm. Nghĩ đến đây, An Chiêu Tân không cấm quay đầu lại nhìn mắt Tào Ngụy, sớm chút thời gian hắn có mắt không biết châu, còn hảo có An Linh Lung ở, mới khiến cho hắn cùng Tào Ngụy quan hệ không có càng thêm chuyển biến xấu, phải biết rằng, đây chính là một tôn chiến lực tương đối nguyên anh trung kỳ khủng bố tồn tại, nếu là chọc đến Tào Ngụy tức giận, chỉ sợ dưới sự giận dữ, toàn bộ Vương Sơn phái đều sẽ chịu khổ diệt môn. Ai? An Chiêu Tân thầm than một tiếng, đối với An Linh Lung nói, lã lướt, đã đã khuya, ngươi mau trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi an linh lung xinh đẹp cười nhẹ nhàng gật đầu bóng dáng dần dần biến mất ở bóng đêm bên trong một khắc sườn phong chấn tiêu cũng là mặt không đổi sắc rời đi trong lòng hoàn toàn không có đem an chiêu tân coi như tông chủ an chiêu tân cười khổ một tiếng âm thầm lắc đầu cũng là trở về chính mình nơi ở mọi người rời đi bóng đêm vắng lặng an linh lung phòng trong an linh lung ghé vào mềm mại trên giường lớn thoải mái duỗi thân tứ chi ngày này chạy tới chạy lui thật sự là quá mệt mỏi Cẩu tử không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy ngay cả nguyên anh trung kỳ đều đánh thắng được một lát sau an linh lung không hề buồn ngủ nghiêng đầu đối với nằm ở trên bàn tàu ngụy nói tàu ngụy nhẹ nhàng cười truyền âm nói cũng không phải ta lợi hại mà là cố phi quá yếu hắn nguyên anh tu vi là dựa vào ngoại lực mạnh mẽ tăng lên đi lên hơn nữa theo thời gian trôi qua cảnh giới cũng tại hạ ngã cho nên ta mới đánh thắng được hắn bằng không đổi làm bình thường nguyên anh tu sĩ ta căn bản không phải đối thủ nguyên lai like là như thế này a à an linh lung đô đô miệng lại đem những lời này trở thành tào ngụy khiêm tốn chi ngữ hảo hơn phân nửa đêm mau ngủ đi trên bàn tào ngụy nhìn mắt an linh lung vương một mảnh lá cây đem trên bàn ánh đến phiến diệt nhẹ giọng nói hảo đi an linh lung nằm ở trên giường chậm rãi nhắm hai mắt lại trong đầu lại hồi tưởng này đó thời gian đã phát sinh sự tình giống như từ tào ngụy sau khi xuất hiện nàng toàn bộ sinh mệnh đều đã xảy ra biến hóa giống nhau từ không đúng tí nào tu luyện phế xài cho tới bây giờ chân chính kim đang cao thủ tuy rằng chỉ mấy tháng lại cùng phía trước so sánh với hoàn toàn khác nhau như trời với đất an linh lung suy tư muôn vàng tào ngụy trong lòng cũng không nhàn rỗi hôm nay phát sinh sự tình đã ở nhắc nhở tào ngụy có một cái thần bí tồn tại hoàn toàn theo dõi hắn đối với đối phương lai lịch tào ngụy chỉ biết là một cái phá vỡ phong ấn hắc cầu còn lại một mực không biết bị người nhớ thương có lẽ cũng không đáng sợ đáng sợ chính là ngươi liền người kia là thứ gì đều làm không rõ ràng lắm tào ngụy là một cây thảo có thể tại đây trên đời tồn tại cũng đã nói lên trên đời này còn có mặt khác thần bí tồn tại tựa như quỷ a linh tinh cũng chẳng có gì lạ tào ngụy lại lần nữa xem xét liếc mắt một cái thuộc tính giao diện đêm nay đánh đuổi cố phi lúc sau trưởng thành giá trị lại lần nữa tiêu thăng mười nghìn hiện giờ khoảng cách lần sau thăng cấp cũng chỉ có kẻ hèn hai trăm trưởng thành đáng giá điểm này trưởng thành giá trị làm an linh lung tùy ý tìm một cái kim đan kỳ đệ tử đánh bại liền có thể đạt được đến nỗi lúc này đây có không hóa hình tào ngụy không thể hiểu hết hiện tại biểu hiện chủng tộc là yêu hoàng thảo chiến lược thẳng bức nguyên anh nhưng không có nhân loại thân thể chiến đấu lên cũng pha không có phương tiện hơn nữa trải qua lúc này đây chiến đấu, Tào Ngụy cũng phát hiện một vấn đề, đó chính là trừ bỏ cơ sở công pháp cỏ cây hư không kinh cùng với còn lại mấy thứ thiên phú thần thông ở ngoài, Tào Ngụy có thể lấy ra tay, cũng chỉ dư lại cơ sở 13 kiếm thế. Ta lại không phải không công pháp bí thuật lựa chọn, làm gì muốn cùng cái nghèo khổ tán tu giống nhau. Tào Ngụy lại không phải không có cách nào tu luyện càng nhiều công pháp, hệ thống thương thành nội một đống lại một đống công pháp bí thuật chờ Tào Ngụy lựa chọn đâu. Trong lòng có ý tưởng, Tào Ngụy trực tiếp mở ra hệ thống thương thành, từng cái bắt đầu chọn lựa lên. Phá hồn châm. Nghe tới không tồi, trước nhìn xem. Không lâu lúc sau, Tào Ngụy thấy một quyển xem này cổ xưa đến cực điểm quyển trục, ở quyển trục thượng viết phá hồn châm ba chữ, Tào Ngụy tâm thần vừa động, mở ra phía dưới công pháp giới thiệu. Phá hồn châm, chính là lấy cực cường tinh thần lực ngưng tụ mà thành vũ khí, cùng gia dưới, làm lơ linh lực che chắn, nhưng trực tiếp đâm vào địch nhân linh đài, thương cập địch quân linh hồn, bị thương nặng đối phương, đại thành là lúc, nhưng nháy mắt ngưng tụ 18 cái phá hồn châm, nhưng với một tức chi gian, đem địch nhân linh hồn trực tiếp đánh nát, thần hồn cụ diệt, giết người với vô hình, nải sát sinh đại thuật. Ngoại tào như vậy ngư bức. Đọc xong công pháp giới thiệu sau, tào ngụy trong lòng tức khắc vui mừng quá đổi, hắn hiện giờ thiếu chính là loại này cường hữu lực nháy mắt sức bật cực cường công pháp, này phá hồn châm, vừa lúc thích hợp. Lại lần nữa nhìn mắt phá hồn châm quyển trục phía dưới ít giá, 600 linh điểm, quan xem giá cả liền biết này phá hồn châm không phải bình thường công pháp, có thể tự xưng sát sinh đại thuật, cũng có hắn đạo lý. Tào Ngụy lập tức tâm thần vừa động, lựa chọn mua sắm. Đinh mua sắm thành công, khấu trừ 600 linh điểm, còn thừa linh điểm 4300. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, Tào Ngụy không cho là đúng, rốt cuộc hắn còn có như vậy nhiều linh điểm, căn bản không lo hoa. Theo thành công mua sắm, thứ nhất vô cùng kỳ dị tin tức nháy mắt truyền vào Tào Ngụy trong óc, một loại hiểu ra, thấu triệt cảm giác. Này đó là phá hồn châm sao? Tào Ngụy trong lòng vừa động, thúc giục phá hồn châm, trong nháy mắt, 18 cái màu đỏ tươi một lóng tay lớn lên tế châm, Đột nhiên ở Tào Ngụy trước mặt trong hư không ngưng tụ thành hình. Không tồi. Nhẹ nhàng vuốt ve phá hồn châm, Tào Ngụy vừa lòng vô cùng, quả nhiên hệ thống thương thành trung không có hạ đẳng công pháp. Thu hồi phá hồn châm sau, Tào Ngụy lại lần nữa mở ra chính mình thuộc tính giao diện. Ký chủ: Tào Ngụy. chủng tộc: Yêu hoàng thảo. Trưởng thành giá trị: 998001000000. Linh điểm: 4300. Thiên phú: Vô tình quốc. Thiên phú: Lớn nhỏ như ý. Thiên phú, đại mộng hư cảnh. Thiên phú, thần pháp tự nhiên. Còn kém 200 trưởng thành đáng giá, lúc này đây nhưng đừng lại đem chủng tộc biến thành cái gì cái gì thảo, Tào Ngụy đã đương đủ thảo. Đêm đã khuya, Tào Ngụy lặng lẽ đứng dậy, rời đi nhà ở. Một lát sau, một sợi ánh trăng rơi tại nằm ở trên giường An Linh Lung trên mặt, An Linh Lung chậm rãi mở mắt, nhìn mắt lộ ra một đạo khe hở cửa phòng, lại nhìn mắt rỗng kết cái bàn, lộ ra nghi hoặc chi sắc, này hơn phân nửa đêm, tổ tử đã chạy đi đâu? An Linh Lung đứng dậy, hướng tới ngoài phòng đi rồi đi. Rất xa, An Linh Lung liền thấy một đạo màu xanh lục lưu quang hướng tới sau núi bay đi. Cẩu tử. An Linh Lung trong lòng càng thêm rất nghi hoặc, cẩu tử hôm nay không thích hợp, đại buổi tối lén lút, không biết muốn đi làm gì, hiện giờ nó lại không cần đi trộm linh thổ. An Linh Lung nhìn Tào Ngụy bóng dáng lập tức liền phải biến mất, xuất phát từ tò mò, cũng là trộm theo qua đi. Tào Ngụy rời đi phòng ốc sau trực tiếp đi tới sau núi trong rừng rậm, hiện giờ sau núi sớm đã bất đồng dĩ vãng, bởi vì nơi này cư trú này tám đầu tam giai yêu thú. Tào Ngụy rơi xuống đất lúc sau, tâm niệm vừa động, một cái toàn thân hắc hồng giao nhau thật lớn mãng xà chậm rãi bò ra tới, màu xanh biếc trong mắt sâu kính nhìn chầm chầm Tào Ngụy, xà tinh thổ lộ, đúng là bích độc mãn. Chương 50, hóa hình lạc. Tào Ngụy thở dài một tiếng, nhảy lên bích độc mãn đỉnh đầu, truyền âm nói, mang ta đi một chỗ có hồ nước địa phương. Bích độc mãn hiểu ý, hướng tới một rừng rậm một chỗ bò qua đi. Tào Ngụy rời đi sau không lâu, An Linh Lung mới khoan thai tới muộn, An Linh lung mọi nơi nhìn quanh một vòng, lại không có phát hiện Tào Ngụy thân ảnh, không cấm giận dỗi biểu môi đi, đột nhiên, An Linh lung ánh mắt tụ ở trên mặt đất, vừa mới một trận gió đêm thổi qua, vừa lúc thổi bay một ít cây cối cành lá, ánh trăng chiếu vào trên mặt đất, lộ ra bích độc mãn bò ngân. An Linh lung trong lòng vui vẻ, bích độc mãn là Tào Ngụy sủng vật, đi theo nó giấu chân, hẳn là là có thể tìm được Tào Ngụy, An Linh lung trong lòng càng thêm tò mò, nàng cẩu tử hơn phân nửa đêm, rốt cuộc ở lén lúc làm chút cái gì? Mà Tào Ngụy, ở bích độc mãn dẫn dắt hạ, rốt cuộc đi tới một chỗ hồ nước trước mặt. Hồ nước thanh triệt vô cùng, nói là hồ nước, kỳ thật đường kính cũng có 5, 60 mét, nghiễm nhiên một cái loại nhỏ ao hồ, mà nơi này, nơi nơi tràn ngập bích độc mãn hơi thở, hiển nhiên trong khoảng thời gian này tới nay, bích độc mãn cũng là tìm một chỗ nơi nương náu. Tào Ngụy từ bích độc mãn trên đầu nhảy xuống tới, đi đến bên hồ, ở nhàn nhạt ánh trăng chiếu rọi dưới, nhìn trong hồ ảnh ngược. Đó là một cây bình phàm tiểu thảo, liền cùng ven đường tùy ý có thể thấy được cỏ dại giống nhau, cũng không có cái gì dẫn người chú một đặc điểm không duyên cớ vô kỳ chính là Tào Ngụy hiện giờ đặc điểm. Tào Ngụy trong đầu đột nhiên hiện ra một cái khác nam hài gương mặt, đó là kiếp trước Tào Ngụy, lại trở nên như vậy xa xôi không thể với tới. Tào Ngụy trong lòng thầm than, quay đầu lại nhìn chằm chằm Bích Độc Mãn. Vì kia còn sót lại 200 trưởng thành giá trị, Tào Ngụy không thể không hy sinh này đầu yêu thú. Tào Ngụy khuếch tán linh thức, xác định chung quanh không có mặt khác yêu thú cùng tu sĩ về sau, trong lòng vừa động, giải khai thần pháp tự nhiên mang đến Tào Ngụy cùng Bích Độc Mãn chi gian một tia liên hệ. Theo này một tia liên hệ biến mất, Tào Ngụy trước mặt bích độc mãn đột nhiên trở nên táo bạo lên, tuy rằng bị Tào Ngụy khống chế, nhưng nó cũng không có mất đi ký ức, chính là trước mặt này căng thảo, làm nó giống như nô lệ giống nhau. Bích độc mãn không chút nào che giấu phóng thích nó đối Tào Ngụy địch ý, này cũng làm trong lòng hơi mang một tia ấy nấy Tào Ngụy hơi chút dễ chịu điểm. Xem đi, đây là chính ngươi tìm chết, cũng không phải ta cỡ nào nhẫn tâm, muốn giết ngươi. Tiếp theo nháy mắt, Bích độc mãn đột nhiên hướng tới Tào Ngụy nổ bắn ra mà đi, dương bồn máu mồn to, phun ra vô số màu xanh lục khói độc. Tào Ngụy cũng không sốt ruột, thân hình vừa động, Bích Độc Mãn cũng chưa thấy rõ sao lại thế này, liền phát giác Tào Ngụy đã dừng ở nó phía sau, Bích Độc Mãn một kích không thành, lại lần nữa không người đánh úp lại. Tào Ngụy thở dài nói, không cùng ngươi chơi, đưa ngươi lên đường, cũng coi như là đối với ngươi một loại giải thoát đi, miễn cho ngày sau ngươi còn sống ở bóng ma bên trong. Thần pháp tự nhiên có thể vĩnh cửu khống chế cảnh giới thấp hơn Tào Ngụy sở hữu yêu thú, nhưng một khi cởi bỏ thần pháp tự nhiên, đem rốt cuộc vô pháp một lần nữa khống chế, cho nên cùng với làm bích độc mãn ngày sau vẫn luôn sinh hoạt ở tàu ngụy mang đến bóng ma dưới, còn không bằng trực tiếp đưa nó đi vãng sinh. Phá hồn châm Tàu ngụy tâm thần vừa động, 18 cái phá hồn châm nháy mắt ngưng tụ mà ra, trực tiếp lấy xét đánh không kịp bưng tay chi thế, tất cả đâm vào bích độc mãn cực đại đầu nội. Theo phá hồn châm đâm vào, bích độc mãn rõ ràng thân hình sửng sốt, theo sau, thật lớn thân hình như là mất đi giữa giống nhau, thật mạnh tạp đến trên mặt đất. tàu Ngụy tế ra linh thức hướng tới Bích Độc Mãn đầu tham nhập, phát giác bích độc mãn đầu linh đài nội sớm đã rỗng kết, kia một sợi thần hồn sớm đã không thấy tung tích hiển nhiên là bị phá hồn châm cấp hoàn toàn hủy diệt hảo bá đạo công pháp ở cảm thán phá hồn châm cường đại đồng thời một đạo quen thuộc thanh âm ở tàu ngụy trong ốc bên trong vang lên chém giết tam giai yêu thú trưởng thành giá trị 500, trưởng thành giá trị một nhưng thăng cấp hô rốt cuộc muốn tới tàu ngụy trong lòng kích động vô cùng giờ khắc này hắn đợi lâu lắm chưa từng có nhiều do dự, Tào Ngụy lập tức lựa chọn thăng cấp, theo 10 vạn trưởng thành giá trị khấu trừ, Tào Ngụy đột nhiên cảm giác được một cổ kỳ dị năng lượng ở hắn trong cơ thể chảy xuôi. Mà Tào Ngụy thân thể cũng chậm rãi phát sinh biến hóa. Tám căn lá cây chậm rãi biến mất, thay thế chính là nhân loại thân thể cùng với tứ chi, Tào Ngụy chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, theo thân thể biến hóa, Tào Ngụy đối thiên địa chi gian linh khí cảm giác càng thêm mãnh liệt. Kỳ dị năng lượng theo Tào Ngụy thân hình chậm rãi chảy xuôi, chảy qua khắp người, chảy qua mỗi một cây kinh mạch, cuối cùng hội tụ tới rồi tào ngụy bụng nhỏ chỗ nơi đó là đang điền nơi theo sau tào ngụy cảm giác được một cổ dị thường cùng bạo linh lực ở này đang điền nội nháy mắt nổ tung mà tào ngụy cảnh giới chính lấy khó có thể hình dung tốc độ bay nhanh dâng lên luyện khí một đoạn luyện khí nhị đoạn luyện khí tam đoạn luyện khí bốn đoạn trúc cơ nhất giai trúc cơ nhị giai trúc cơ tam giai trúc cơ tứ giai trúc cơ đỉnh nhưng vào lúc này tào ngụy cảm giác được cả người linh lực phản phất đều hội tụ tới rồi đang điền chỗ mà tào ngụy giờ phút này đang điền đột nhiên nở rộ ra lóa mắt kim quang một cái mơ hồ kim đan thay thế được tào ngụy đang điền ở này hạ trong bụng chậm rãi xoay tròn địa kim đan sơ kỳ kim đan trung kỳ cảnh giới còn ở không ngừng dâng lên tào ngụy trong cơ thể kia cổ lực lượng quá mức với cường đại một cái nho nhỏ kim đan căn bản cất chứa không dưới kim đan hậu kỳ kim đan đỉnh tào ngụy nhắm chặt hai mắt khẽ cau mày tào ngụy cảm giác được hạ bụng kim đan mơ hồ có loại kỳ dị biến hóa Kim đang ở hấp thu tào ngụy cả người linh lực cùng với linh khí, hơn nữa, ngay cả thần thức cũng bắt đầu hấp thu. Muốn hóa nguyên anh sao? Tào ngụy tuy rằng không có trải qua quá, nhưng loại cảm giác này lại dị thường mãnh liệt, tào ngụy cao mày, cảnh giới đột phá quá nhanh đối với một người tu sĩ mà nói cũng không phải chuyện tốt, tuy rằng tào ngụy cũng hy vọng thực lực của chính mình càng cường một phân, nhưng hiện giờ vừa mới trở về nhân thân, tào ngụy không nghĩ lập tức tiêu thăng quá mảnh, hết thảy vẫn là làm đâu chắc đấy hảo. Tào ngụy trong lòng vừa động, cỏ cây hư không kinh đột nhiên bắt đầu vận chuyển đem những cái đó nguyên bản bị kim đan hút đi linh lực lại lần nữa kéo lên theo cỏ cây hư không kinh vận chuyển kinh mạch chậm rãi lưu chuyển mà tàu ngụy kim đan tự hồ cũng là minh bạch tàu ngụy trong lòng suy nghĩ rốt cuộc là ngừng lại kia đạo mơ hồ trẻ con hư ảnh hoàn toàn tiêu tán ở tàu ngụy hạ bùng kim đan đỉnh cảnh giới cuối cùng là ổn định ở kim đan đỉnh tàu ngụy hít sâu một hơi dùng sức duỗi thân tứ chi tham lam hưởng thụ lại lần nữa có được nhân loại thân thể thích ý cảm giác một lát sau, Tào Ngụy rốt cuộc ngừng lại, chậm rãi nâng lên một chân, giống như sơ học đi đường hài đồng giống nhau, thật cẩn thận đi lại. Tào Ngụy đi đến bên hồ, nhìn trên mặt hồ ảnh ngược ra kia một trương quen thuộc mà lại xa lạ thiếu niên gương mặt, trong lòng không cấm cảm thái vạn phần, lao lực tâm cơ, cuối cùng là biến trở về lúc trước chính mình. thật là, đã lâu thân thể a. À?